rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid. Hai chân sút dự bị Marcos Llorente và Alvaro Morata ba lần nổ súng trong hiệp phụ, để giúp Atletico Madrid lật ngược thế trận, biến chủ nhà Liverpool thành cựu vô địch châu Âu ngay từ vòng 1 phần 8 Champions League. Màn đại chiến trên sân Anfield xem ra chỉ thực sự bắt đầu từ hiệp phụ bởi trong 90 phút của hai hiệp đấu chính, thế trận gần như đều do Liverpool kiểm soát, với lợi thế từ bàn thắng duy nhất có. Được trong trận lượt đi cách đây 3 tuần trên sân Metropolitano, đội khách Atletico Madrid càng có lý do để triển khai lối chơi phòng ngự phản công, thậm chí dựng cả chiếc xe bus hai tầng phía trước khung thành. Hàng phòng ngự được chỉ huy bởi thủ môn Jan Black đã chơi một trận cực hay, hóa giải gần như toàn bộ mọi pha bóng tấn công của đội chủ nhà. Trong một ngày thi đấu xuất sắc, lại được sự trợ giúp tích cực của xà ngang lẫn cổ dọc. Jan Black thực sự đã làm nản lòng các siêu sao tiền đạo như Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, anh chỉ một lần bó tay trước pha đánh đầu bật đất bay thẳng. Vào lưới phút 43 của Jorginho Wijnaldum, xuất phát từ đường truyền hết sức thuận lợi của Oxlade Chamberlain, tỷ số 1-0, được giữ nguyên đến hết 90 phút, đã là một thành công của Atletico Madrid khi họ buộc, được đội chủ nhà phải bước vào tranh tài ở hai hiệp phụ, đã căng sức tấn công trong vô vọng suốt hai hiệp chính. Nhưng vẫn phải đấu thêm 30 phút nữa chắc chắn không phải là điều các cầu thủ chủ nhà mong muốn. Cho, dù Liverpool tiếp tục có thêm bàn thắng thứ nhì, lần này là pha đá bồi cận thành thành công của Firmino sau khi pha đánh đầu của chính anh ngay, trước đó bị thủ thành Jan Oblak cản phá. Nếu trận đấu kết thúc ngay thời điểm phút 94 này, Liverpool sẽ nghiễm nhiên đi tiếp khi tổng tỷ số 2 lượt đấu. Đã hai một nghiêng về cho đoàn quân của huấn luyện NV Jurgen Klopp. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn ở phía trước với cả Liverpool lẫn Atletico Madrid. Pha phát bóng bằng chân sai địa chỉ của thủ thành Adrian thay thế Alisson Becker trong khung gỗ. Trận này tìm đến vị trí của Joao Felix gần giữa sân. Và tài năng trẻ của Atletico Madrid lập tức truyền bóng cho đồng đội Marcos Llorente ghi bàn. Cựu tiền đạo Real Madrid trước đó được tung vào sân thay cho Diego Costa ở phút 56, điều khiến cho đồng đội của anh vô cùng bực dọc. Vung chân hoa tay chút giận, vào mọi thứ trên đường trở, vào khu kỹ thuật đội khách. Tuy nhiên, quyết định thay người của huấn luyện NV Diego Simeone trận này là hoàn toàn đúng đắn. Kể cả khi ông Tung Alvaro Morata, vào thay Joao Felix ở phút 103, Marcos Fiorente không ghi bàn một lần, mà còn là cú đúc khi đến phút 105. Chính Morata là người kiến tạo cơ hội cho anh đánh bại thủ môn đồng hương Adrian lần thứ nhì trong trận. Liverpool vỡ trận từ đây, và đến phút 120 cộng 1 bộ đôi Llorente và Morata lại phối hợp cùng nhau trong pha phản công nhanh. Để Morata ghi bàn ấn định chiến thắng 3, 2 nghẹt thở cho Atletico Madrid. Thắng chung cuộc hai lượt trận với tổng tỷ số 4, 2. Atletico Madrid giành quyền đi tiếp vào tứ kết Champions League, đồng thời dập tắt ước mơ của Liverpool muốn trở thành đội bóng Anh đầu tiên bảo vệ. Được danh hiệu vô địch châu Âu, 8 ngày bị loại khỏi hai mặt trận tính thêm League Cup hồi đầu mùa là 3. Mùa giải như vậy đã không kết thúc trọn vẹn cho Liverpool. Dù họ đã hoàn thành tâm nguyện giành được chiếc cúp ngoại hạng Anh đã chờ đợi đến 28 năm. Hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.